Anh Hoa CEO, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiến hành tóm tắt lại một quyển sách Save to Hub Program ô tăng ghê. Ô tăng ghê, cái phần mà 50 tiết đó các bạn. Phần mà có 50 bài. Mình không biết là mình có thể tóm tắt được hết cái quyển sách này không, nhưng mình sẽ cố gắng mình tóm tắt đến được đến đâu hay đến đó cho mọi người nha. Thì phần này chỉ có ý nghĩa là giúp cho những cái bạn nào mà thật sự là đọc sách nhiều quá mà vẫn không có thể nắm hết được nội dung, thì các bạn có thể nắm những cái nội dung chính trong phần tóm tắt của mình. Nhưng mà các bạn, mình không có khuyến khích các bạn là chỉ xem phần tóm tắt này thôi nha các bạn. Các bạn nên đọc sách qua một hai lần rồi các bạn xem lại phần tóm tắt của mình, thì mình nghĩ là sẽ có hiệu quả hơn. Rồi, hôm nay mình sẽ tiến hành làm cái bài đầu tiên, đó là cái bài nói về sang trình đi quả. Sang chinh tức là cái bài nói về cái tượng trưng, các vật tượng trưng của Hàn Quốc đó, là sang chinh. Sang chinh này ha. Phần này thì chỉ có bốn phần cơ bản, đó là những cái vật tượng trưng. Xin ghi bên này nha. Thứ nhất, sang chinh đầu tiên là mình sẽ nói về cái lá cờ của Hàn Quốc, gọi là quốc kỳ. Quốc kỳ là quốc kỳ, quốc kỳ của Hàn Quốc là thê cư kỳ, tên của nó là thê cư kỳ, tiếng Việt của mình gọi là cờ Thái cực, cờ Thái cực. Và cái tượng trưng thứ hai của Hàn Quốc đó chính là quốc ca. Quốc ca của Hàn Quốc, quốc ca, quốc ca, quốc ca của Hàn Quốc là e quốc ca, ái quốc ca. Và cái tượng trưng thứ ba sẽ là cúc hoa, tức là hoa tượng trưng của Hàn Quốc. Cúc hoa là bu quân hoa, quân hoa. Và cái tượng trưng cuối cùng nó sẽ là Hangul, chữ của Hàn Quốc nha các bạn, chữ Hangul của Hàn Quốc. Và mình sẽ đi từng bộ phận nhỏ nhỏ cho các bạn nha. Rồi, đầu tiên nói về lá cờ của Hàn Quốc đó, thì các bạn nên là vẽ cái lá cờ ra và hình dung đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Mình sẽ vẽ thử cái lá cờ nha. Tuy là vẽ không đẹp, mình sẽ vẽ thử. Phần số 1 là mình sẽ vẽ cái lá cờ ra. Nó là một cái hình chữ nhật như thế này. Rồi, ở giữa của nó là một cái dòng thái cực, dòng tròn. Mình vẽ hơi xấu, ráng nhìn nha các bạn. Rồi nó sẽ có cái hình thái cực của nó giống như cái dấu ngã của Việt Nam mình nha các bạn. Mình vẽ hơi xấu à. Rồi, phần phía trên là màu đỏ. Sành cam nán. Đó xíu nha. Phần phía trên là màu đỏ. Màu đỏ, mình tô màu đỏ lên đi nha. Phần phía dưới nó là màu xanh, mình tô màu xanh vô. Rồi, ở bốn góc của lá cờ á, nó sẽ có bốn cái thanh, bốn cái thanh, và nó có số thứ tự nha các bạn. Một, ba, bốn và năm, sáu. Ba, bốn, năm, sáu. Rồi, ba, từ góc bên này trước nha các bạn, ba cái gạch bằng nhau. Rồi đến bốn gạch, bốn gạch là 3, 4, 5, 6. Các bạn cứ tưởng tượng trên dưới vậy đó. 4. 4 gạch là một gạch dài nè. Rồi ở giữa là hai gạch ngắn là ba gạch nè, thêm một gạch dài nữa là 4 gạch. Rồi tiếp theo 5. 5 tức là gạch đầu tiên là hai gạch ngắn, 2, một gạch dài là 3, hai gạch ngắn nữa là 4, 5. Rồi 6. 6 là cái cuối cùng nằm ở góc dưới này, thì là ba gạch, một gạch ngắn nè, hai gạch ngắn, ba gạch ngắn, bốn gạch ngắn, năm gạch ngắn, sáu gạch ngắn. Đó là nó sẽ ra cái lá cờ của Hàn Quốc rồi, rất là đơn giản. Lá cờ của Hàn Quốc có nền trắng, ở giữa là có cái hình thái cực, phía trên màu đỏ, phía dưới màu xanh, và xung quanh bốn góc thì sẽ có bốn cái thanh. Rồi xong, mình đã xong cái phần này rồi, thì trước tiên á là mình vẽ cái lá cờ. Xong rồi, hồi nãy mình có quên một phần, đó là cái phần này cũng quan trọng, có thể ra trong cái phần câu hỏi, đó là cái tên của nước Hàn Quốc, thì các bạn nên nhớ cho thiệt là kỹ ha, tên tiếng Hàn và tên tiếng Anh của Hàn Quốc nha. Sorry mọi người, mình quên cái phần này. Rồi, tên của đầy đủ của Hàn Quốc là Thế Hanh Minh Quốc.
Đại Hàn Dân Quốc. Sorry sorry quên. Rồi, còn tiếng Anh của nó là gì các bạn? The Republic. Republic. Sao tự nhiên quên cái chữ này vậy ta? The Republic. Republic of Korea. Rồi, nhớ vậy là được rồi. Đó, tên đầy đủ của nó, tiếng Hàn và tiếng Anh. Rồi xong mình quay trở lại với cái lá cờ của Hàn Quốc nha các bạn. Lá cờ của Đại Hàn Quốc đầu tiên là mình sẽ đi vào cái nền. Cái nền của lá cờ này là nền màu trắng. Nền màu trắng nó có ý nghĩa nha các bạn. Phần lá cờ là người ta sẽ hỏi ý nghĩa của lá cờ. Màu trắng, bài gừng, trong sáng nè, xuân sư, thuần tí nè, phong hoa ế, phong hoa ế, thể hành xà đằng, thể hành xà đằng. Nó có ý nghĩa là tình yêu, hòa bình, thuần túy và trong sáng. Thứ hai, mình sẽ đi vào cái phần tiếp theo là cái phần mà cái hình thái cực. Cái hình thái cực. Hình thái cực của mình ở trên có màu đỏ, tượng trưng cho sự tôn quý. Cái màu đỏ này tôn quý tiếng Hàn là tôn quý. Thuần khí, tôn quý. Và phần ở dưới, cái phần mà ở dưới màu xanh này á, nó tượng trưng cho hy vọng, hy vọng. Tiếng Hàn hy vọng là hy vọng các bạn. Thì màu xanh thì giống Việt Nam thôi, màu xanh là màu hy vọng. Thì trong tiếng Hàn nó cũng là màu xanh, màu hy vọng, hy vọng. Rồi cái hình thái cực này, nguyên cái vòng tròn thái cực này, nó sẽ có một cái ý nghĩa. Nguyên một cái vòng tròn này nó sẽ có cái ý nghĩa nha các bạn. Đây là ý nghĩa của nguyên cái vòng tròn nè. Nó sẽ có ý nghĩa là chủ hoa rủ ún vũ trụ. Chủ hoa rủ ún vũ trụ. Nó có ý nghĩa là sự điều hòa của vũ trụ. Vũ trụ là vũ trụ. Vũ trụ. Còn chủ hoa rủ ún là chữ điều hòa, sự hòa hợp của vũ trụ. Đây nha. Tiếp theo, mình sẽ đi tiếp cái phần còn lại, cái phần xa kè, tức là bốn cái thanh á. Bốn cái thanh á thì nó có tên. Các bạn sẽ tính nha. Cái thanh nằm trên cùng này nè. Cái thanh này á tên là con. Con. Và phần phía dưới này là khun. Phần tiếp theo lên đây là cầm. Và phần cuối cùng ở dưới đây là đi. Còn quân cầm đi. Rồi, mình sẽ coi. Nó sẽ có tượng trưng của trời, đất, nước, lửa. Trời, đất và nước, lửa nha các bạn. Trời nằm phía trên cùng ở cái phần thanh con. Vậy là trời nha các bạn. Trời là Hanil. Trái ngược với trời là nằm phía dưới. Chiếu xuống phía dưới. Mình có đất là Tăng. Rồi, tiếp tục cầm. Cam là nước, bùi. Và đối ngược với nước sẽ là lửa, đó là bùi. Rồi mình đã xong bốn phần là con quân cầm đi. Và bốn cái thanh này nó cũng sẽ có cái ý nghĩa, từng cái thanh nó có một cái ý nghĩa riêng và bốn cái thanh hợp lại nó sẽ có ý nghĩa nè. Sa kè, bốn cái thanh đó, nó sẽ có ý nghĩa là trái ơn nê chủ hòa. Trái ơn nè. Chủ hòa. Là sự điều hòa, sự hài hòa hoặc là hòa hợp của tự nhiên. Tại vì trời đất nước lửa nó là tự nhiên. Nên là cái phần là bốn thanh này nó sẽ có ý nghĩa là sự điều hòa của tự nhiên, hài hòa của tự nhiên. Rồi xong, mình đã có ý nghĩa của từng bộ phận của lá cờ rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái quan trọng, đó là ý nghĩa chung của lá cờ của Hàn Quốc là ý nghĩa gì? Nó sẽ có một cái ý nghĩa chung. Đó là Phong hoa hoa hòa hợp càng chu hành đà. Phong hoa là gì các bạn? Hòa bình nè. Hòa hợp. Kết hợp. Hòa hợp.
강조한다. Nhấn mạnh sự hòa hợp và hòa bình. Rồi, các bạn nhớ nhớ cái ý nghĩa của từng cái, xong rồi nhớ luôn cái ý nghĩa chung nha. Cái ý nghĩa chung này rất là quan trọng nha các bạn. Rồi, cái phần lá cờ thì các bạn nhớ giùm mình cái lá cờ như vậy. Rồi, nó còn có một cái phần đi kèm nữa. Đó là cái ngày treo cờ và cách treo cờ của Hàn Quốc. Cái phần này cũng có thể ra trong cái phần thi đó các bạn. Rồi, phần treo cờ thì bình thường thôi. Cái lá cờ thì thường nó có cái đầu này nè. Vào những cái ngày á, gọi là ngày Quốc Chon-il, tức là mình có 5 ngày Quốc Chon-il. Có trong sách chút nữa mình sẽ nói tới cái này ha. Thì mình sẽ treo á, là bình thường là lá cờ treo ở trên đầu này nè. Quốc Chon-il, ngày Quốc Chon-il. Tức là những cái ngày lễ của Hàn Quốc, Quốc Chon-il. Nó sẽ gồm ngày gì các bạn? Ngày Samintan nè, à, ngày 3 tháng 1 nè, ngày 1 tháng 3 nè, ngày Chaeyeon nè, à, ngày 17 tháng 7 nè, rồi ngày Kwangmukjeol nè, à, ngày 15 tháng 8 nè, à, rồi tiếp theo là ngày Kaesŏn nè, à, ngày 3 tháng 10 và ngày Hangulla nè, à, ngày 9 tháng 10. Những ngày này mình treo cờ như vậy nha. Còn cái ngày gọi là ngày Quốc-gia-ki-niêm-il, tức là ngày kỷ niệm của quốc gia, thì mình sẽ treo khác đi một chút nha các bạn. Ngày này thì mình sẽ treo khác đi. Và mình treo như thế nào đây? Sang cầm nán. Treo này á, nó gọi là chogi. 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 Rồi. 국기를 따는 법, cách mà treo cờ choki, tức là các bạn sẽ bỏ một cái phần từ đây xuống đây bằng với cái phần cái chiều dọc của lá cờ này các bạn. Các bạn bỏ cái phần này, bắt đầu treo từ đây qua đây nè. Đây nè. Cái này là quốc gia kỷ niệm, quốc gia kỷ niệm. Các bạn nhớ nha, cái phần này có thể ra trong phần thi đó nha. Tại mình thấy có cái đề có cái phần này. Rồi, Quốc-gia-ki-niêm-il đó là mình có ngày mùng 6 tháng 6 các bạn. Cái này là ngày mà Hyun Trung In á, Hyun Trung In đó, cái ngày mà kỷ niệm thương binh liệt sĩ đó các bạn. Rồi, phần lá cờ đó, thì mình chỉ có tới đây thôi. Phần lá cờ của Hàn Quốc thì mình dừng lại ở đây nha. Mình sẽ đi qua cái phần tiếp theo nha. Đó là phần quốc ca. Cái phần này thì phải học thuộc thôi. Có cách nào khác. Rồi đến cái phần quốc ca. Quốc ca của Hàn Quốc nè, quốc ca, e quốc ca. E quốc ca thì nó có 4 lời. Có 4 lời thì các bạn nên học thuộc 4 lời này để khi phỏng vấn các bạn hát cho người ta nghe nha. Có thể là người ta cho bạn hát một lời, cũng có thể người ta cho bạn hát lời khác, lời 1, lời 2, lời 3, lời 4. Cái này không có chắc chắn được nên các bạn phải học thuộc lòng. Rồi xong, cái bài quốc ca này, quốc ca của Hàn Quốc á, nó do ai sáng tác? Thì các bạn phải nhớ cái người đó là Anitta. Anitta. Và nói về quốc ca thì các bạn phải nhớ cái ý nghĩa của quốc ca của Hàn Quốc là 나라를 사랑하는 마음을 나라를 사랑하는 마음을 담은 노래. tức là nó là một cái bài hát mà chứa đựng tấm lòng yêu thương đất nước. Cái bài E quốc ca là một bài hát chứa đựng tấm lòng yêu thương đất nước. Rồi phần E quốc ca thì chỉ có nhiêu đây thôi. Và mình tới cái phần tiếp theo là phần hoa của Hàn Quốc. Hoa của Hàn Quốc là Vũ Cung Hoa. Vũ Cung Hoa này á là cái hoa mà giống cái kiểu hoa dâm bụt của Việt Nam, tuy nhiên nó chỉ có 5 cánh thôi. Và nó nở rất là nhiều bông. Nó nở rồi nó lại tàn tàn tàn, nó nở nở tàn, cái kiểu nó liên tục vậy đó. Nên nhưng mà trong này nó phải có một cái gọi là ý nghĩa. Ý nghĩa thì các bạn phải nhớ kỹ nha. Tại mình thấy rất là nhiều cái đề mà mình đã giải thử thì mình thấy có giòn quên đi. Giòn quên đi là vĩnh viễn mãi mãi. Giòn quên đi khi hồ. Tô. Phi hoa sò.
chi chi à nhân cụt, tức là cái hoa mà nở nở rồi lại nở mà nó không có tàn. Đó là ý nghĩa của mùa bông hoa. Và nó còn có một cái phần nhỏ nữa, người ta có thể hỏi là cái con dấu của cái quốc hội á là hình gì. Thật ra cái con dấu của quốc hội này là hình mùa bông hoa, tức là hình cái hoa năm cánh. Thì các bạn có thể nói là quốc văn chương guru hoa lung thần đà, hoa lung thần đà được sử dụng làm cái con dấu của quốc gia đó. Phần mua cung hoa thì các bạn nhớ cái phần này mình ha. Rồi tiếp theo, cái phần tiếp theo của cái bài số 1 á, phần Hangul. Hangul Hangul thì phần này thì khá dễ. Hangul Hangul là do người nào sáng chế các bạn? Sejong Daewang. Daewang. Và sáng chế ra năm 1443. 43. Và nó có cái ngày kỷ niệm ngày Hangul là ngày 9 tháng 10 là Hangul là. Rồi tiếp theo, nó sẽ gồm có hai phần. Đó là phần Moon và phần Thaum. Moon là nguyên âm và cái phần Thaum là phụ âm. Thì nguyên âm á là nó có 10 cái. 10 cái này là gì các bạn? A nè, ya nè, o nè, yo, ai da, yo nè, u, yu, u, yu, ư và y. 10 cái này á thì khi mà mình đọc á thì mình sẽ có cảm giác là a, ya, o, o, yo. Cái miệng của mình nó sẽ biến đổi rất là nhiều. Nên cái phần này á nó sẽ có một cái ý nghĩa, cái này cũng quan trọng nha các bạn. Nó là 사람의 발음 기관. Nó được thành lập là nhờ đâu? Là 사람의 발음 기관. Tức là người ta nhìn vào cái cơ quan phát âm của cái con người á để mà người ta tạo nên cái nguyên âm này. Bạn, người ta có thể hỏi là cái nguyên âm được tạo ra từ đâu, phụ âm được tạo ra từ đâu, thì các bạn phải biết nha. Cái phần này mình cũng có gặp một vài câu hỏi có liên quan đến cái phần này á. Rồi phụ âm. Phụ âm thì mình có là n nè, k nè, t nè, b nè. Này nọ. Và nó có tới 14 cái. 14 cái và nó được thành lập nhờ ba yếu tố. Đó là cái gạch ngang này là tượng trưng cho tăng. Đất. Dấu chấm tượng trưng cho trời. Và ai da, đang viết tiếng Hàn mà viết tiếng Việt vô. Và cái gạch đứng này tượng trưng cho con người, Saram. Đó, nó được hình thành bởi ba yếu tố là trời, đất và con người. Rồi, cái phần này thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình là như đây là mình cảm thấy là nó đủ rồi đó. Không cần đi sâu quá, quá nhiều vô nữa. Rồi, tiếp theo, có một cái phần cũng quan trọng. Đó là phần chọn nghề. Tức là phần mình đứng mình chào á các bạn. Chọn nghề. Chọn nghề ở Hàn Quốc á thì cũng hay nói trong nhiều cái ngày, ví dụ như mình nhập quốc tịch Hàn Quốc thì mình cũng phải chọn nghe. Rồi ví dụ như là vào cái kỳ thi đấu gì đó người ta cũng chọn nghe. Và người ta có một cái câu rất là quan trọng, các bạn phải thuộc cái câu này, vì cái câu này á nếu mà vô trong cái bài trắc nghiệm á thì người ta sẽ bỏ một số từ để cho các bạn điền vào chỗ trống, nên các bạn cũng phải lưu ý phải học thuộc cái phần chọn nghe nha các bạn. Và trong cái phần chọn nghe của Hàn Quốc á, nó có một phần cũng khá quan trọng, đó là cái cách mình làm thế nào để mình chọn nè. Chọn nè của Hàn Quốc là tay phải của bạn đặt lên ngực trái. Và mình bắt đầu mình nhìn lá cờ mình đọc ha. Mình đọc cái phần chọn nè này. Nên là có thể trong câu trắc nghiệm là người ta hỏi là ồ cái tay nào đặt lên cái ngực nào, như tay trái đặt ngực phải hay là tay phải đặt ngực trái, thì các bạn phải lưu ý là tay phải của mình đặt lên ngực trái. Rồi mình bắt đầu mình chọn nè. Các bạn học thuộc cái câu này nha. Cái này cũng có trong sách nè. Đó nên 자랑스러운 스러운 태극기 앞에
앞에. 자유롭고 정의로운 대한민국의 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광은 위하여 충성을 다한 것은 다한 것을 굳게 다짐합니다. 다할 것을 굳게 다짐합니다. Câu này các bạn cũng học theo cái cách mà mình đang học thì mình thấy sẽ dễ thuộc. Nó chia ra làm 5 cái câu nhỏ, các bạn sẽ học từ từ. 나는 자랑스러운 태극기 앞에. 나는 자랑스러운 태극기 앞에. Người ta có thể là bỏ cái từ này nè. Bỏ từ này ra rồi người ta cho mình một số từ để mình điền vô chỗ trống. 자유롭고 정의로운 대한민국에. Người ta có thể bỏ cái cụm này ra và người ta cho mình điền vô chỗ trống. Nên các bạn phải thuộc nha. 무궁한 영광은 위하여 충성은 다한 것을 굳게 다짐합니다. các mình thấy thì người ta hay bỏ hai cái khúc này nè. Còn cái chỗ này thì mình không biết là người ta có bỏ không, tại mình chưa thấy cái đề giống vậy. Nên là phần này các bạn cũng nên học thuộc nha. Các bạn không học thuộc phần này lỡ mà nó vô một cái là ăn hết luôn. Rồi, phần bài số 1 á, mình tóm tắt tới đây thôi. Mong là các bạn sẽ... Còn một cái phần nữa. Cái phần các cái ngày lễ nữa đó các bạn. Phần này sẽ là cái phần... ngày lễ sẽ vẫn là có lẽ là cái phần cuối cùng, tại vì cái phần ngày lễ này á, người ta có thể hỏi bạn là cái ngày đó là ngày gì, nên là mình sẽ nói sơ sơ lại về cái ngày lễ cho các bạn nha. Hồi nãy mình có nói rồi, mình nói chưa có kỹ lắm, là ngày đầu tiên là ngày Samin Chơi, ngày 3 tháng 1 là Samin Chơi. Samin Chơi này là ngày gì các bạn? Cái ngày mà cái lúc mà Nhật Bản á, người ta chiếm Hàn Quốc á, thì nhân dân Hàn Quốc á, năm 1919 mới đứng lên để mà làm nên cái cuộc mà đấu tranh gọi là Samin Chơi. Cái này thì các bạn học trong sách thì nó sẽ dễ hơn ha. Học trong sách nó chỉ có một câu ngắn thôi. Các bạn học thuộc cái câu đó, ý nghĩa Hàn Quốc trong sách nha. Tiếp theo là ngày 6 tháng 6 là ngày Hyunjungin. Hyunjungin. Cái ngày này thì nó giống như là cái ngày của Việt Nam, là ngày thương binh liệt sĩ của Việt Nam thôi các bạn. Là để tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì đất nước thì người ta có cái ngày Hyunjungin. Và tiếp theo là cái ngày mà 17 tháng 7. Ngày này á là ngày Jaehyun-jeol. Jaehyun-jeol. Cái ngày nè, Jaehyun, Jae là chế tạo, Hyun là hâm bóp. Cái ngày này á là năm 1948 á, thì Hàn Quốc đã ban hành cái hiến pháp. Rồi, tiếp theo, ngày thứ tư. Ngày thứ tư này nó sẽ là ngày Hwang Buk Jeol, tức là ngày 15 tháng 8. Hwang Buk Jeol. Cái ngày này thì Nhật đã rút lui khỏi đất nước Hàn Quốc và Hàn Quốc được độc lập. Độc lập thôi nha các bạn. Độc lập thôi chứ không phải là thành lập đất nước nha các bạn. 1945. Năm 1945. Và tiếp theo, ngày tiếp theo là ngày 3 tháng 10 là ngày Kaesŏn Jeol. Cái ngày này á là ngày thành lập, kỷ niệm ngày thành lập quốc gia, tức là ngày đầu tiên mà cái đất nước đầu tiên mà thành lập ở Hàn Quốc đó là ngày Kaesŏn Jeol. Rồi tiếp theo, cái ngày cuối cùng á là ngày Hangeul, Seolguil, Hangeul. Hangeul lại là cái ngày dễ nhất, là cái ngày mà kỷ niệm ngày vua Sejong đã tạo ra tiếng Hàn. Rồi, cái phần số 1 thì mình sẽ tóm tắt tới đây thôi nha các bạn. Bài số 1 Thăng Trình. Tóm tắt tới đây thôi. Mong là cái bài giảng của mình sẽ có giúp ích được gì đó cho các bạn trong quá trình mà các bạn học sau tôi hấp program Utange nha. Rồi, để xem các video tiếp theo thì các bạn vui lòng bấm nút
đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình, và có những cái vấn đề nào mà các bạn cảm thấy là mình hướng dẫn các bạn chưa có đúng, hoặc là có những cái vấn đề mà các bạn còn thắc mắc á, thì các bạn có thể